Chumi kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Lạm phát làm tăng giá một loạt sản phẩm ở Costco. Costa Mesa có chợ trời mới ở Ossifer sau hơn một năm đóng cửa. Anh cha đang chết trong lúc tạm giam, 11 nhân viên sở cảnh sát ở Texas bị sa thải. Công an ở Hà Nội liên quan vụ phát tán video clip nóng của nữ diễn viên. Thêm một bệnh nhân Covid-19 tử vong, nhiều tỉnh ngăn dịch từ Sài Gòn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì tình trạng lạm phát làm tăng giá một loạt sản phẩm ở Costco trong tháng qua như kho chứa hàng, giấy bạc và thịt, theo CNBC vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 5. Hiện đang có nhiều yếu tố gây lạm phát. Ông Richard, giám đốc tài chính của Costco cho hay trong cuộc họp quý tài chính thứ 3 của công ty vào hôm thứ Năm. Costco báo cáo lời là 2.75 Mỹ Kim, một cổ phần trong quý tài chính thứ 3, cao hơn nhiều so với dự báo của Wall Street. Ngoài ra, thì doanh thu của hệ thống siêu thị khổng lồ này đạt 45.3 tỷ Mỹ Kim, cao hơn nhiều so với dự báo của Wall Street là 43.6 tỷ Mỹ Kim. Và kính thưa quý vị, nhưng cũng nhiều công ty khác, Costco cũng phải cố gắng tránh để gánh nặng giá tăng sang khách hàng. Và ông Galanti cho hay là nhiều sản phẩm tăng đến 8% như là bột giấy, giấy, đồ hộp, đồ nhựa, soda và phô mai. Và loại quần áo tăng giá từ 3% đến 10%, đặc biệt là giá thịt tăng 20%. Liên quan đến phần tin khác, thì sau hơn một năm đóng cửa, chợ trời trung tâm hội chợ Orange County, tức là OC Fair ở Costa Mesa, sẽ quay lại vào ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 5. Theo nhật báo The Orange County Register cho hay, chợ trời ở Costa Mesa có tên là Orange County Marketplace đóng cửa vì đại dịch và tranh chấp hợp đồng giữa ban điều hành với trung tâm hội chợ. Bây giờ thì một nhân viên lâu năm của chợ trời này quyết định mang lại một sinh hoạt lâu năm ở Costa Mesa. Người đó là ông David, người làm cho chợ trời Orange County khoảng 20 năm, sau đó bị nghỉ việc vào tháng 3 năm 2020 vì đại dịch khởi phát. Ông cho biết là chợ trời mới có tên là Original OC Swap Meet và hy vọng sẽ tổ chức mỗi tháng một lần. Và theo ông, chợ trời cũ có khoảng 400 gian hàng và ông cho biết chợ trời mới sẽ có khoảng 100 gian hàng và khoảng 2/3 người bán hàng ở đây cũng là những người từng làm việc lâu năm ở chợ trời cũ. Chợ trời Orange County Marketplace được thành lập vào năm 1969 và giữ nguyên ban điều hành cho đến năm 2016. Lúc đó, công ty giải trí và sự kiện là Spectra nắm quyền điều hành chợ trời. Vì không giữ được các gian hàng và lượng khách ổn định, Spectra xin hoãn lại việc trả tiền thuê trung tâm hội chợ vào năm 2019. Hội chợ này thì cái thưa quý vị, ông Cicena cũng cho biết là ông lo lắng nhưng rất vui mừng vì được nhiều người giúp đỡ để mở chợ trời mới này, và chợ này sẽ bán nhiều thứ như là quần áo, khô bò, bánh kẹo, đồ chơi và giày dép. Trung tâm hội chợ Orange County cũng cho biết cư dân vào cửa miễn phí và đậu xe có giá là 10 Mỹ Kim. Và liên quan đến phần tin ở tại Texas, thì sở cảnh sát Harris County ở Texas sa thải 11 nhân viên và đình chỉ công tác 6 người khác liên quan đến cái chết của một thanh niên da đen trong lúc tạm giam hồi tháng 2. Cảnh sát trưởng ở nơi đây là Ed Gonzalez loan báo vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 5. Theo CNN, anh Simons, 23 tuổi, được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam vào hôm 17 tháng 2 sau khi nhân viên trại giam dùng vũ lực đối với ông ta, Gonzalez cho hay. Anh Simons thiệt mạng trong lúc bão tuyết hoành hành ở Texas hồi cuối tháng 2 và làm nhiều nơi mất điện, gồm có nhà tù. Ông Gonzalez ra quyết định sa thải và đình chỉ nêu trên sau khi sở cảnh sát Harris County điều tra nội bộ cái chết của anh ta. Sở cảnh sát ở tại Houston vẫn đang điều tra riêng về vụ này, theo ông Gonzalez, và khi nào hoàn tất thì kết quả cuộc điều tra đó sẽ được chuyển sang biện lý cuộc ở Harris County để xác định để truy tố hình sự hay không. Anh Simons cũng được đưa vào nhà tù vào hôm 16 tháng 2 với cáo buộc tội đại hình là tàng trữ súng, theo sở cảnh sát này cho biết. Và liên quan đến phần tin ở tại Việt Nam, thì trong một bài đăng trên trang Nhịp Sống Việt của báo Tổ Quốc vào hôm 28 tháng 5, cô VTAT đưa cáo buộc công an phường ở Hà Nội liên quan đến vụ phát tán video clip nóng trong điện thoại của cô. Cô VTAT, 23 tuổi này, được biết đến là một diễn viên truyền hình, từng dự thi Hoa hậu Việt Nam, và vụ việc liên quan đến một video clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh ân ái giữa hai người nam và nữ thu hút rất nhiều
lượt chia sẻ và bình luận trên trang mạng xã hội. Và bài báo cho biết thêm vào đêm là 26 tháng 5, cô cùng với một nhóm bạn ăn uống tại nhà riêng, cô cùng bạn bè bật nhạc lớn và bị hàng xóm gọi công an phường sở tại. Sau đó cô cùng với nhóm bạn được yêu cầu về trụ sở công an phường để làm việc. Tại đây cô được yêu cầu giao nộp điện thoại di động và mật khẩu nhằm phục vụ điều tra xác minh. Sau buổi làm việc, cô và nhóm bạn được trả lại điện thoại và được cho về. Và sáng hôm sau thì một video clip của cô trong điện thoại đã bị phát tán. Và kính thưa quý vị, cùng ngày thì theo báo Zing, công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận đang điều tra và xác minh vụ clip nóng được phát tán trước đó một ngày. Ông Nguyễn Anh Tuấn là phó giám đốc công an ở Hà Nội nói với báo Zing rằng sẽ làm cho rõ lời tố cáo của cô Chi rằng video clip bị phát tán sau khi cô làm việc với cán bộ công an của phường. Và liên quan đến vụ này thì báo Dân Trí cũng cho hay rằng là bạn trai của cô đã nói rằng là sẽ nhờ luật sư gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng và công an thành phố Hà Nội để làm rõ nguồn phát tán clip này. Và cũng trong phần tin Việt Nam thì thêm hàng chục người trong Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng sinh hoạt ở quận Gò Vấp nhiễm Covid-19 và một bệnh nhân trẻ tuổi tử vong sợ dịch bệnh lây lan. Giới chức các tỉnh thành gần Sài Gòn đã ra lệnh lập chốt kiểm soát hay là giãn cách xã hội. Tính đến tối ngày 28 tháng 5, Bộ Y tế đã công bố thêm 254 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh ở Việt Nam tính từ đầu dịch lên đến 6.570 bệnh nhân ở 31 tỉnh thành. Cùng ngày thì có thêm ca tử vong thứ 47 mới nhất là nữ bệnh nhân 22 tuổi ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, được chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm huyết trên bệnh nhân suy tủy xương. Và báo VN Express cũng dẫn tin từ tiểu ban điều trị và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết bệnh nhân bị suy tủy xương từ tháng 3 được điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho sốc liên tục, và ngày 29 tháng 5 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội với chẩn đoán là nhiễm nấm huyết trên bệnh nhân suy tủy xương. Ngày 5 tháng 5 thì bệnh nhân được xét nghiệm COVID-19 và kết quả dương tính, được điều trị bằng kháng sinh và kháng nấm thở máy. Và Việt Nam hiện là có khoảng 97 bệnh nhân được tiên lượng nặng, 22 người đã thở máy xâm nhập và 4 ca nguy kịch đang được can thiệp ECMO. Chiều ngày 28 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ở Sài Gòn đã cho biết thành phố ghi nhận 25 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 70 ca. Và qua kết quả thử nghiệm thì 5 bệnh nhân COVID-19 trong nhóm hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, nơi chỉ trong 2 ngày đã phát giác 57 ca bệnh, cho thấy thuộc biến chủng Ấn Độ là B.1.16.1.7.2. Và hiện Sài Gòn đã phong tỏa tổng cộng là 44 điểm cách ly hoặc là khoanh vùng giám sát, lấy mẫu xét nghiệm 12 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, trong đó có phi trường Tân Sơn Nhất và 3 bệnh viện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.